Ờ, cho con hỏi Phật giáo nguyên thủy Nam Tông đi khất thực có đồ chay và mặn thì có được quyền chọn ăn chay hay mặn không hay phải ăn tất cả ờ, sư nói theo luật ha Ờ, sư nói, nói theo luật hả? là khi mà thức thực về đó đồ ăn á trộn trộn hết lên trộn hết lên rồi ăn và khi ăn như vậy đó là phải ăn từ trên xuống dưới và không được lấy cái này lắp lên cái kia có nghĩa là theo luật thì một vị tỳ kheo không có được phép chọn là tôi sẽ ăn cái này hoặc tôi sẽ không ăn cái kia. Ừ. À, thành ra là sư lại nhắc quý vị thêm một chuyện nữa. Nhớ dùm cái chuyện này. Bốn dĩ Phật giáo. Bốn dĩ Tăng Đoàn. Từ Đức Thế Tôn cho đến các Ngài Thánh Tăng. Đã vượt ra khỏi sự dính mắt về chay mặn đối với các ngài không có chuyện chay mặn ở đây thực phẩm là để nuôi thân ừ. cái điều quan trọng là khi sử dụng phải biết quán tưởng chứ còn ở đó mà đi khất thực mà còn lựa đồ ăn để ăn á thì đó là lỗi ừ. đi khất thực mà còn lựa đồ để ăn thì đó là lỗi ừ. Cho nên không có được chọn lựa có một vị uh, có một vị sư có một vị sư uh, đi khất thực như vậy đó rồi uh, vị này lại muốn ăn chay mà khi đi khất thực uh, thì không phải lúc nào cũng được đồ ăn chay rốt cuộc thì vị này lại thấy rằng cái đời sống tu sĩ uh, nó lại giúp khiến cho vị này không thể ăn chay được và thế là việc này hoàn tục thì quý vị nghĩ coi chỉ vì cái chuyện không thể ăn chay mà hoàn tục á thì bản thân đó là một vấn đề tại vì phật từ xưa tới giờ đâu có dạy cái kiểu mà hoàn tục như vậy ừ. đấy thành ra đó ăn thì không có lựa chọn nha ăn thì không có lựa chọn Ừ, có một vị ông hỏi là tại vì liên quan đến câu hỏi thôi liên quan đến câu hỏi trước thành ra sẽ trả lời chứ lần sau mấy cái này thì làm ơn gửi vào trong cái danh sách ha tức là khi cha mẹ chết làm sao biết được vị nào vị nào có giới đức trong sạch mà thỉnh ừ, nếu có lòng cung kính chưa tăng tâm con nghĩ vị nào cũng là vị đáng cung kính thì um, đương nhiên là mình làm sao biết được vị nào cái đức hạnh vị nào cao hơn vị nào đối với hàng cư sĩ thì chỉ cần nếu như có thể thì quý vị thỉnh những vị sư mà quý vị thấy đó là bản thân vị này không có đến mức gọi là bày hay và tu thì cũng có cái để mà tu thì quý vị thỉnh thì cũng được rồi chứ còn cái chuyện mà biết được một vị mà có trong sạch hay không thì xin thưa đức thế tôn nói là phải ở gần người đó chứ cô hàng cư sĩ họ cũng khó biết lắm ừ.